chấp ngăn tù. Xin gửi lời chào tới anh Vũ Quang Thuận. Em là Phạm Trung đây, và là em có xem được cái clip trong cái chuyên mục nói chuyện với Bác Hồ của anh, và anh có nói, có nhắc đến tên em, và anh có nói là nếu cần thì hãy tranh luận. Thì vâng, sau đây clip này em sẽ gửi tới anh để cùng anh đưa ra một số vấn đề tranh luận. Bởi vì như anh nói là anh là một người mà là giỏi và chuyên về chính trị, đúng không ạ? Còn em chỉ là một công dân bình thường thôi. Em không tham gia chính trị bởi vì em không chống phá, em không bôi nhọ nhà nước như anh. Cái nhìn nhận của anh về em là một thằng công tử bột, một thằng trẻ con. Thì đấy là cái quan điểm của cá nhân anh. Em không có quyền phản biện lại, bởi vì là ai nghĩ như thế nào thì đấy là việc của người đó. Còn trong mắt em, anh là một người mà em không tôn trọng, một người mà em không thấy có một cái giá trị gì cả về nhân cách hay là về tất cả mọi mặt. Em chưa nhìn thấy anh có một điểm mạnh gì cả. Đấy là những cái gì mà em nghĩ thật tâm nhất về anh. Sau đây em xin đưa ra một số những cái quan điểm của em về anh. Là em thì em thấy anh là một người mà nói nhiều. Anh nói nhiều quá. Anh chẳng làm cái gì cả, anh nói nhiều quá. Mà làm gì có nhà đấu tranh nào mà hùng hùng hổ hổ mà chỉ nói không thấy làm. Thì ai chẳng nói được, đứa trẻ con nói được, 5 tuổi nó cũng nói được, nó cứ nói chuyện xàm xí, nó cho chuyện vớ vẩn, nó cứ nói chuyện là giống như kiểu ngày xưa bé mà trẻ con hay thích làm Tôn Ngộ Không, hay là thích làm kiểu là người nhện X-Men hay là Spider-Man hay là siêu nhân Superman. Anh y như một cái người mà là chỉ có tuổi thôi, nhưng mà cái tinh thần của anh như một thằng trẻ con. Anh bị ảo quá, anh bị ảo tưởng sức mạnh quá. Thật. Anh như kiểu là cái nhận thức thực tế của anh không có, mà anh chỉ có giá trị về ảo. Về ảo tưởng. Để em đưa ra một số quan điểm của em về anh nhá. Em thì là em cũng chỉ mới theo dõi cái những cái lời nói của anh thôi. Nhưng gần đây một thời gian gần đây thì em thấy anh bảo là anh có nhớ cái vụ việc mà anh sau ngày anh biểu anh tưởng niệm chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở vườn hoa Lý Thái Tổ không ạ? Ngày 20 anh lên mạng, anh dõng dạc anh tuyên bố là anh yêu cầu nhà nước, chính quyền, cơ quan công an phải bồi thường, hoàn trả lại cho anh cái tài sản của anh đã bị làm thiệt hại, đó là cây thánh giá. Nếu như cơ quan công an mà không giả cho anh thì anh phải làm đến nơi đến chốn, rồi anh dọa dẫm đủ kiểu, mà đến bây giờ là gần một tháng rồi chưa thấy anh nói về việc đấy. Không biết được anh quên hay là do anh bận quá anh chưa xử lý. Việc thứ hai là việc anh dám phát biểu hùng hồn tuyên bố là nếu như là anh mà ở những cái nước mà dân chủ, tự do, dân chủ, hay những cái nước mà văn minh thì anh còn giàu, anh giỏi ngang, thậm chí là hơn cả là Bill Gates và là Donald Trump. Anh có tự tin quá không? Anh có tự tin quá không? Anh có biết hai người đấy là hai người mà luôn luôn đứng trong top những người giàu nhất thế giới này không ạ? Và được một số những cái tạp chí uy tín và những bảng xếp hạng bình chọn uy tín, người ta bình chọn ra, người ta đã xác minh thực tế cái tài sản của những cái vị tỷ phú đấy không ạ? Vậy mà anh dám bảo là như vậy, anh tài giỏi ở như vậy. Nếu như anh không tỷ phú thế giới được thì anh cũng phải là tỷ phú Việt Nam chứ. Hoặc là anh phải là một cái người mà có kinh tế chứ. Thì anh cứ lên mạng anh xin tiền như thế mà anh bảo là anh giỏi à? Anh giỏi, anh chỉ giỏi xin tiền thôi à? Vậy là anh chứng minh là anh nghèo quá, đói khổ quá, không có tiền ăn nào mà phải đi xin. Mình nói thật là với các bạn là như thế nhá, bởi vì là Quang Thuận có một clip gần đây là lúc mà là kêu gọi mọi người là muốn hợp tác với cả là ông Đào Minh Quân ấy, là nếu như ai mà là fan hâm mộ của ông Minh Quân thì là gửi cho tiền cho ông Minh Quân, còn ai hâm mộ tôi, yêu quý tôi thì gửi tiền cho tôi. Đấy là cái bằng chứng mà là ông Thuận ông đang đi xin tiền mọi người đấy, đang đi xin tiền, xin những cái đồng bố thí, những cái đồng tiền mà là người ta cho ông ấy để ông ấy ăn qua ngày đấy. Giỏi quá nhờ, anh giỏi quá.
Anh tài quá, anh đi mở mồm ra anh xin tiền. Em không hiểu anh là có tư cách, có nhân phẩm của một thằng đàn ông không? Anh có liêm sỉ của một con người hay không? Anh sức dài vai rộng, anh có thể ra ngoài kiếm tiền. Việc gì anh cứ phải nhờ vào làm một cái con rối để mà bán thời gian rảnh của anh vô công rồi nghề lên mạng anh nói chuyện nhàm nhí. Anh nói chuyện mà là cảm thấy như là nó thừa quá, nó không đến đâu cả. Vì nói hoài nói mãi mà không làm được cái gì, chỉ là cũng chỉ là một cái người mà nói phét, bốc phét. Còn cái clip này không phải là clip mà em ức chế vì anh bảo là dư luận viên là cái gì bọn ba củ là cái nghề mà là tồi tàn nhất, nhục nhã nhất thế giới đâu, bởi vì không phải em không phải là dư luận viên. Em là một công dân Việt Nam chưa bao giờ nhận bất kỳ một đồng xu cắc rẻ nào của ai cho em để em làm những cái trò như thế này cả. Anh hiểu không? Thậm chí nếu như mà là có những người mà cần giúp đỡ em còn bỏ tiền túi của em ra cho cơ. Nhưng em lên tiếng là bởi vì em thấy anh nói chuyện những cái câu chuyện mà là nó thật sự ra nó anh còn không thực tế bằng thằng em trai em. Nó chỉ là một thằng trẻ con thôi nhưng mà nó còn suy nghĩ thực tế hơn anh nhiều. Nó bỏ qua cái thời mà mơ mộng làm siêu nhân rồi. Mà anh bây giờ anh vẫn đang mơ mộng làm những cái việc vớ vẩn. Thì không biết được là anh có giả vờ ảo không hay là anh cố tình ảo thật. Thì đấy là chỉ có anh mới biết được thôi. Còn tiếp theo là cái việc mà anh bảo là cái gì? Anh đánh Trung Quốc tan tành trong vòng 15 phút. Em không biết được em có nghe nhầm của lời của một thằng cháu em 2 tuổi. Nó nói là em dạy nó khi đó tập nói em bảo là cháu bảo là cháu đánh Trung Quốc chết trong vòng 11 phút đi thì nó cũng bảo luôn như vậy. Thì không biết được là em đang nghe nhầm là thằng cháu em 2 tuổi hay là đang nghe một cái người mà là đứng ra ra đứng đầu phong trào gì chấn hưng nước Việt nói ra những cái câu nói mà là anh có biết cái từ mà bốc bốc rời ăn vạ không? Anh là một trong những thể loại đấy đấy. Anh nổ nhà chắc nhà anh buôn thuốc nổ ra mà anh nổ banh trời. Còn cái việc mà là anh bảo là anh bỏ ra 150 triệu để anh đặt 3 xưởng, mỗi một xưởng 50 triệu để anh làm 4 làm 3 container, mỗi container 40 feet về tập giá ấy ạ. Thế em nói rồi, em chỉ mong rằng hoặc là em sẵn sàng xin lỗi anh nếu như mà là anh đưa ra được cái biên lai, cái giấy chứng nhận là cái phân xưởng đó có nhận tiền đặt cọc của anh và phân xưởng đó ở địa chỉ nào em đến em xác minh đúng một cái ok em làm clip em xin lỗi anh luôn. Mà mãi chờ mãi không thấy anh phản hồi gì cả. Anh bảo tranh luận. Anh bảo là em thua khi mà là sai luật. Đã bắt đầu đâu mà có kết thúc mà thua cuộc được, cả không thua cuộc. Hôm nay mới chính thức bắt đầu em mới đưa ra những cái tranh luận của em với anh này. Nhá. Rồi là em chỉ thấy anh là anh dở mặt, anh cháo trở như dở bàn tay. Có những cái phần anh lên anh ca ngợi tất cả là những cái người công giáo là họ là những người nọ những người kia rồi là mong muốn là có một cái vị là linh mục nào một 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 cha nào đấy để rửa tội cho anh để nhận anh đi theo công giáo. Thế đến khi mà anh bị từ chối anh không không được bất cứ một ai cả thì anh quay ra anh lại 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 nói xấu đồng bào những cái người công giáo là người họ là những người mà không hiểu luật những người giả vờ vờ làm linh mục để nọ để kia giả vờ hay thật thì chỉ có người ta biết thôi. Anh thật ạ. Nhưng mà thực tế là anh đã bị từ chối là không một ai muốn anh vào công giáo cả. Vậy thì là anh có cảm thấy tự xấu hổ không khi mà mình cứ phải đi mình la liếm tất cả những người nọ người kia đến bây giờ anh lại đang la liếm ông Đào Minh Quân với cả là cộng đồng bào những cái người mà Việt Nam Cộng hòa lưu vong ở hải ngoại nước ngoài. Em biết cái này là anh thực tế này. Cái làm con rối mà nói hoài nói mãi mà ông ấy không thèm trả lời anh là thực tế là bởi vì là anh đang rất thèm thuồng sang bên Mỹ. Thèm thuồng sang bên Mỹ cách đây khoảng tầm trước khi anh đi tù không? Anh đã muốn tị nạn ở Mỹ và Úc rồi nhưng anh bị từ chối. Thì anh mới làm tròn trong quậy ở bên Malaysia em biết. Nhưng mà anh ạ, không một ai muốn muốn cho một thằng lợi dụng về chính trị như anh để mà sang bên Mỹ để mà lười lao động chỉ muốn hưởng cái tiền trợ cấp tị nạn của chính phủ Mỹ, của người dân Mỹ đóng thuế cho những cái người như anh đâu.
Bởi vì anh đã và đang rất là hèn hạ khi dùng những cái trò mà là anh tưởng không ai nhìn ra, tất cả nhìn ra hết nhưng không thèm nói. Người ta cố tình người ta lợi dụng anh để người ta nói vào, để người ta hùa vào, để người ta cùng mấy cái tên phản động đấy người ta chống lại đảng và nhà nước thôi. Anh hiểu ý em nói không? Đấy. Nên là cuộc tranh luận này nhá, thì em sẽ nói về những cái gì mà anh đang tuyên truyền phản động. Thứ nhất, anh bảo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức là Bác Hồ, là Hồ Tập Trương và là Hồ Quang do Cộng sản Trung Quốc và là Cộng sản Thế giới cài vào làm gián điệp. Khi mà Bác Hồ mất rồi thì làm đóng giả Bác Hồ để lừa đồng bào Việt Nam, đúng không ạ? Thứ nhất, bằng chứng anh đưa ra không có. Và thứ hai, nếu như cái điều đó là sự thật thì tất cả những người dân Việt Nam, tất cả những người dân đang sống trong độc lập của Việt Nam này này vẫn phải luôn luôn nhớ ơn tới ông ý. Bởi vì sao? Bởi vì ông ý đã phản lại tổ quốc của ông ý, đó là Trung Quốc, để ông ý dõng dạc, để ông ý đứng lên, ông ý đọc một bản tuyên ngôn độc lập trước đồng bào cả nước trong ngày 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, cho toàn thế giới người ta nhìn vào, người ta biết được là à, Việt Nam đã là một nước độc lập rồi. Thì nếu như mà làm gián điệp của Trung Quốc nó sai sang bên này để nó cài nó vào, thì sau khi mà lấy được độc lập rồi thì Bác Hồ phải có cách và Đảng Cộng sản Trung Quốc phải có cách để lấy Việt Nam chứ. Thế ông ý là một cái người mà phản quốc gia lại của ông ý để mà ông ý bảo vệ cho nhân dân Việt Nam, thì muôn đời Việt Nam vẫn phải nhớ ơn ông ý, bởi vì Việt Nam đến bây giờ là 71, 72 năm rồi vẫn là một nước độc lập. Ok? Đúng không ạ? Vậy mà anh lại nỡ lòng nào anh lại đi bôi nhọ người ta, anh lại đi làm những cái việc là công kích người dân, rồi là đưa ra những cái lời bình luận ngu xuẩn. Vậy anh là có phải là một con người không ạ? Anh có lương tâm không ạ? Anh đang đi bôi nhọ cái người mà mang ơn lại cho cái quốc gia này. Bởi vì anh a-dua, bởi vì anh là một con rối, đúng không ạ? Anh nghe theo những cái người mà cho anh tiền ấy, người ta thích anh làm gì cũng được, thậm chí bảo anh bò quỳ anh cũng xin, anh cũng làm. Nhưng mục đích chính của anh là gì? Được sang bên Mỹ thị tị nạn. Được sang bên Mỹ tị nạn, nhưng anh có hiểu được là những cái thành phần nào mới được ở trong một cái trường hợp được xét đi tị nạn không? Cỡ như anh ấy, ở bên trong thì chán mà ở bên ngoài thì ruồng bỏ. Trong nước người ta chỉ muốn anh biến khỏi Việt Nam thôi. Nhưng người nước ngoài ấy không bao giờ nhận anh và cả. Tức là anh là một cái người mà là không ai muốn tồn tại. Một con người mà thừa thãi mà không muốn tồn tại thì là anh tự hiểu nhá. Em không muốn nói ra đâu. Vì nói ra ấy thì chỉ sợ anh đau lòng thôi, nhưng mà thôi anh tự hiểu, tự ngẫm đi. Nếu như có học thì ngẫm câu đấy. Một người mà thừa thãi trong cái cuộc đời này, sự tồn tại của mình chỉ làm một cái sự bực dọc, sự khó chịu cho người khác, thì liệu rằng mình có giá trị của một con người hay không? Anh tự cảm nhận những gì em nói. Điều đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, về cái vấn đề bác là danh nhân văn hóa thế giới hay là như thế nào, em không cần biết. Bởi vì trong lòng em, trong lòng dân Việt Nam, dù được công nhận hay không công nhận, bác đã là một người mà là lãnh tụ quá là kiệt xuất rồi. Một người yêu nước thương dân đến mức độ như là không nói được thành lời. Đấy, dù anh hay là dù bọn phản động có coi em là một người cuồng, cuồng bác, cuồng đảng, ok, tất nhiên là phải cuồng rồi. Đang được độc lập, không phải chiến tranh, không phải sống trong cái thời cai trị đô hộ, mà được nói như thế này, được ung dung tự tại như thế này thì em phải cuồng thôi, đúng không? Nên ấy, chỉ có những cái người mà bị khuyết tật về mặt nhận thức cũng như là bị cực đoan về mặt tư tưởng thì mới nói bọn những người như em là những người dư luận viên và những người cuồng thôi. Anh có dám thề trước bàn dân thiên hạ là đã từng nhìn thấy bọn em nhận tiền, bọn em ok, dư luận viên cũng được, đã từng nhìn thấy bọn em nhận tiền của bất kỳ một ai và tháng nào bọn em được trả lương chưa? Anh có dám thề như vậy không?
Nếu như anh mà dám thề như vậy thì anh mới có quyền mở mồm ra nói nghề của bọn em là một cái nghề hèn hạ nhất mà anh chưa nhìn thấy. Bởi vì em chưa bao giờ em phải lên mạng em kêu gọi là ai gửi tiền cho em hết đấy, cho em không lấy cơ mà. Nhưng mà anh thì sao, anh chê bọn em là một cái người hèn hạ nhất thế giới. Thế nhưng mà anh có hơn được những cái người hèn hạ nhất thế giới hay không khi anh lên mạng anh kêu gọi anh xin tiền? Thì đấy là một cái sự so sánh để anh tự hiểu nhá. Anh chê người ta là một cái nghề nghề mà là hèn hạ nhất, một cái gì bọn dân ba củ, tức là 3 triệu một tháng à. Thế mà anh còn không bằng những cái người hèn hạ nhất thế giới đấy thì anh thuộc xếp vào thể loại gì ạ? Đấy là luận điểm thứ hai để kết luận cho cái những cái căn cứ đằng trước mà em bảo là anh là một người thừa thãi nhá. Còn tiếp theo cái chuyện mà là em thì em chỉ nghĩ được là anh là một cái người mà là bị khuyết tật về về tư tưởng và nhận thức thôi, nhưng cũng không nghĩ là anh là như kiểu là bị hỏng não hay sao. Anh có biết được là thế nào là quảng trường không? Anh biết quảng trường thời đại, quảng trường Thiên An Môn rồi quảng trường Ba Đình, những cái quảng trường đấy anh có hiểu ý nghĩa của nó không? Đó là của nhân dân, của đất nước, của dân tộc một quốc gia nào đấy mà ai cũng có quyền được đặt chân đến đấy, anh hiểu không? Anh lại bảo kêu gọi đảng bán đi để chia cho dân nghèo, sao anh ngu thế? Nó đang là của dân cơ mà, nó đang là của dân cơ mà, bán đi làm gì, bán đi ai mua và ai có quyền bán? Chính trị như anh mà cũng đòi phát biểu lên tiếng, em cảm thấy em cảm thấy anh còn thua cả những cái người mà không biết gì cơ. Tức là anh không, tức là anh trống rỗng, anh sáo rỗng đến mức độ như là anh không có cái gì để anh nói, anh chưa nói luyên thuyên như kiểu là một những cái người mà là bị hoang tưởng nặng ấy. Mà mặc dù em biết được rằng anh cũng có một hồ sơ lý lịch về 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 cái vấn đề y học của não, thì là đấy là những cái gì mà em muốn tranh luận với anh và em mong muốn được rằng anh trả lời cho em biết được rằng cái mục đích của phong trào chấn hưng nước Việt của anh là gì ạ? Mục đích của anh là gì và những cái ý nghĩa của hành động anh đang làm, anh đang lên trên mạng là gì? Ngoài cái việc tuyên truyền phản động, tuyên truyền bôi nhọ để mà đòi đa nguyên đa đảng, đòi tăng cường phân lập, đòi dân chủ, đòi tự do. Anh có hiểu được tự do dân chủ là gì không ạ? Những người như bọn em này không bao giờ đi chống lại tự do dân chủ cả mà luôn luôn mong muốn có được tự do dân chủ. Nhưng bọn em không đồng ý cho những việc làm mà lợi dụng cái sự đấu tranh tự do dân chủ đấy để mà kéo cái danh dự cũng như là cái đường lối của Đảng của nhà nước để bôi xấu, để nói xấu chính quyền, nói xấu lãnh tụ, nói xấu những lãnh đạo của nhà nước, thì bọn em không chấp nhận được đâu. Không bao giờ bọn em đồng ý cho những cái người phản động làm như vậy cả. Bởi vì đã là dân chủ ấy thì phải cùng nhau góp sức để mà đưa đất nước đi lên, đúng không? Chứ bây giờ mà lại lợi dụng vào đấy để mà làm bôi nhọ ấy thì sai hoàn toàn luôn. Anh Thuận ạ, em biết được cái con người của anh. Khi mà là anh muốn hợp tác với cả là ông Đào Minh Quân nhưng anh không nhận được sự phản hồi và anh nhận được sự thờ ơ, sự 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 khinh bỉ, sự không thèm đối lời của người ta với anh, thì anh cay cú, anh bực dọc rồi anh lên anh chê, rồi anh đưa ra rằng rằng là có dám giết 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản hay không. Thế em hỏi anh rằng anh đang làm mục đích làm gì ạ? Anh đang đòi đa nguyên đa đảng đúng không ạ? Nhưng đa nguyên đa đảng như vậy thì khi bọn anh được lập đảng rồi, khi được lập một đảng phái mới rồi, thì bọn anh sẽ là hợp tác để phát triển hay là sẽ là đối đầu hay là sẽ là chiến tranh hay là có một cái đường lối gì với Đảng Cộng sản không ạ? Anh thử đưa ra cái giả thuyết của anh đi. Em với cả bao nhiêu người không biết ông Đào Minh Quân là ai cả, chỉ biết được là thủ tướng lâm thời à, tức là đang tạm giữ cái quyền thủ tướng thôi, mà anh còn không hiểu cái từ lâm thời là gì. Anh nghe anh bảo người ta là ông vẫn muốn người dân phải bầu ông là như vậy, anh đã không đủ
trình độ và kiến thức để nói về chính trị rồi nhá, chứ chưa cần gì phải nói là một người không tham gia chính trị như em. Anh dùng những cái từ như là từ đế quốc Nhật, đế quốc Pháp là em đã đủ hiểu được anh sự ấu trĩ của anh đến đâu rồi ạ. Đế quốc Mỹ, phát xít Nhật và thực dân Pháp, đấy là những cái từ mà em được biết, chứ không phải là đế quốc Pháp và đế quốc Nhật đâu anh Thuận ạ. Anh toàn là nghe những cái câu chuyện anh nói ấy, thì em đã từng nghe thấy rồi. Nhưng mà là em không nghĩ được là rằng anh vỗ ngực sưng oai, anh bảo là anh quen mấy nghìn mấy vạn, hoặc là ở nhà anh là hàng vạn hàng nghìn người là để ở trong Đảng Cộng sản, rồi là anh quen hàng 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 hàng, hàng rất nhiều rất rất nhiều những cái võ sư mà là không có đối thủ ở Việt Nam, và anh sẽ người ta sẽ sẵn sàng, người ta sẽ vì anh người ta sẽ nọ thế kia. Thế mà bản thân em ở đây chờ mãi không thấy, em chờ mãi để được gặp những người như vậy và được gặp anh nhưng không thấy. Không phải là em chán sống, em đang rất yêu đời, nhưng mà em đang muốn được là anh nói được anh có làm được hay không cả, mà không làm được. Một người nói được mà một người không làm được không khác gì một cái đài. Mà đài bây giờ Trung Quốc là bán rẻ lắm, có 50.000 một cái rồi à. Nói thường xuyên, nói từ sáng đến chiều không hết, cũng giống như anh ấy. Anh có hiểu cái từ luyên thuyên, cái từ leo lẻo là gì không? Nếu mà hiểu thì anh đang nhận thức đúng với anh rồi đấy. Bớt nói lại anh ạ, bớt làm những cái trò lố, trò thừa thời gian lại. Mục đích của anh em biết là vì tiền, anh đang kêu gọi xin tiền mà. Và mục đích của anh là muốn được được đi tị nạn, được đi lưu vong. Nhưng việc gì mà phải đạt được mục đích bằng 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 bằng, bằng, bằng mọi hành động, bất cứ giá nào mình cũng phải trả như vậy hả anh? Nếu như anh có tư cách và lòng tự trọng của một thằng đàn ông thì anh lên tiếng đi, anh đáp trả lại cho em những gì mà em đang 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 hỏi anh, đang đặt vấn đề với anh đi. Còn anh hỏi em cái gì em sẽ trả lời cho anh được, kể cả anh hỏi mẹ em làm nghề gì em trả lời được. Là phải đối diện như vậy này mới sòng phẳng này. Còn chưa thi đấu mà đã bảo là người ta thua, bởi vì sao? Tâm lý của những người mà là không có một cái gì là thực lực ấy, thì luôn luôn sợ đối mặt, chỉ kêu to như thế thôi, chỉ mong được rằng tất cả những người nào để mà tranh luận với tôi đi thôi. Nhưng trong thâm tâm anh thừa biết được rằng anh không có một cái gì để anh tranh luận cả, bởi vì anh có biết một cái gì đâu, anh không phải một người giỏi, anh chỉ là một cái người giỏi xàm thôi, giỏi luyên thuyên thôi nhá. Đấy, clip này mong mọi người hãy chuyển đến trực tiếp Vũ Quang Thuận để xem anh ta nói những cái gì, anh ta tranh luận như thế nào. Mà mọi người cứ tôn anh ta lên, xin lỗi mọi người ở đây là những cái người mà theo cái tư tưởng phản động ấy, tôn anh ta lên lên làm tổng thống, rồi là tôi có fan hâm mộ. Ai hâm mộ anh? Hâm mộ anh á? Hâm mộ anh, rất hâm mộ anh. Anh kêu gọi được biểu tình ngày 17 tháng 2 này đi nhá. Khi mà không làm được ấy thì đừng có tin tướng, đừng có nói phét là nhân lực chưa đủ. Một khi mà đã đấu tranh ấy, một mình cũng dám đứng cầm biểu tượng để mà kêu gọi nhá, đấy mới là cái người mà đứng đầu phong trào. Phục hưng mới chẳng chấn hưng. Ok. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người từng đã sống trong